Thưa quý vị, nhằm chia sẻ, đồng hành cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị COVID-19 tại nhà, sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chương trình mang Tết đến với các gia đình đang điều trị COVID. Các đơn vị trực thuộc thành đoàn và Tuổi trẻ thành phố đã đến thăm hỏi động viên và trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang có người điều trị COVID-19 tại nhà. Hoạt động được diễn ra đồng loạt tại 7 quận huyện trên địa bàn thành phố, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch, góp phần mang xuân đến với mọi nhà, nhất là những trường hợp đặc biệt phù hợp với trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Cái trường hợp F0 thì không được ra khỏi nhà, cách ly tại chỗ để điều trị, thì những món quà này thì cũng một phần đó nữa, cùng đồng hành với lại những trường hợp F0 để mà các gia đình đón một cái Tết thật sự là ấm cúng bên gia đình. Thì qua đây thì cũng mong các gia đình cũng tiếp tục điều trị để nhanh chóng khỏi bệnh. Mang Tết đến với các gia đình đang điều trị COVID cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước, phù hợp với truyền thống nhân ái sẻ chia của dân tộc khi Tết đến xuân về.